Xin chào các bạn. Thưa các bạn là Khang Audio tiếp tục giới thiệu với các bạn những các cái đĩa nhạc dòng nhạc audiophile mà được nhiều người chơi sử dụng nó để trải nghiệm những cái chất lượng âm thanh của bộ dàn. Tại video này tôi mời các bạn trải nghiệm một cái đĩa nhạc Golden Collection Audiophile Test CD Vol 2. Thưa các bạn, cái đĩa này là những tập hợp những cái bản hát rất là hay được những cái người chơi audio thích và hãng đĩa người ta tập hợp lại để in ra cái bản đĩa này. Bản đĩa này mua bán lẻ thì là giá 130.000. Nếu như mà các bạn mua vào combo 4 cái CD Golden Collection Audio Field này thì chúng tôi bán còn giá là 400.000, ship hàng toàn quốc. Thưa các bạn muốn mua các cái sản phẩm đĩa của chúng tôi thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách là các bạn hãy gọi điện theo cái số điện thoại chúng tôi để trên video này. Thứ hai là các bạn comment xuống dưới bài viết, chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để ship hàng cho các bạn. Chúng tôi cam kết những cái đĩa này là chất lượng rất là cao và đảm bảo nó phù hợp với hầu hết tất cả các cái thiết bị âm thanh của các bạn trong gia đình. Ngay sau đây, Khang Audio xin mời các bạn nghe thử từng các cái trích đoạn. Xin mời các bạn nghe. When the nights are still as it's endless, still the morning comes around with its rafts and barrels and sun, all ablaze, horizon bound. Kampanula lilje, prästekrag, skvalderkål och höjmuggel och hornfjol, skiftevis i skygge och i lys. Where are you going? Would you like some company? It might be me to soothe your shattered dreams. Let's go downtown and walk around tonight. Let's go sit across some table. I will steal the distant thunder. I will chase the rising sun while I walk the fields of wonder. Sunset is an angel we paint. I hold him out a bloody sword. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. Winds rising o'er the hill, quiet as your sleepy eyes. Calm bows to the lowering clouds. Et le respire sous le soleil, différente mais toute pareille. Et le respire sous le soleil. Viva Irma, aide-moi. Et si j'en doute, pas de quoi. We had an apartment in the city. Me and Loretto like living there. Vâng, thưa các bạn, trên đây trải nghiệm test những cái đĩa nhạc để mời các bạn tham khảo và quyết định mua hàng. Khang Audio xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.